Cặp song sinh nhà Hà Hồ bất ngờ hóa thân thành giáo sư. Bé Lisa bị ốm vẫn rất chăm học. Bạn chim. Đúng rồi, bạn chim. Không phải đứa trẻ nào khi vừa hơn 1 tuổi đã mải mê đọc sách, bất chấp cả việc đang bị bệnh như hai bé Lisa và Leon, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà Kim Lý. Các nhóc thì còn khá nhỏ nhưng đã lém lĩnh, thông minh, tự lập, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Tiếp tục chuỗi nhật ký lớn khôn của Lisa và Leon, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường của các ngôi sao mạng xã hội lên trang cá nhân, hơn 500.000 người theo dõi. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra bất ngờ bởi sự tự lập, ham học hỏi và khám phá cuộc sống của Lisa và Leon. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc hai nhóc tì mải mê đọc sách, hóa thân thành những giáo sư. Có thể thấy bên cạnh việc ham vận động, thích chạy nhảy, tập xe mỗi buổi chiều, Lisa và Leon còn rất chăm chỉ việc học tập, tiếp thu kiến thức về cuộc sống xung quanh. Được ba mẹ dạy học và đọc sách từ bé, các nhóc tì có thể tự lật từng trang sách, ngắm nghía những hình ảnh dễ thương bên trong, tự học mà không cần một ai nhắc nhở, thúc ép. Điều gây bất ngờ hơn cả đó là lớp phó học tập Lisa vẫn giữ phong độ dù đang bị bệnh. Cậu em Leon chăm chỉ hơn cả dù trước đó là học sinh cá biệt khi luôn khiến mẹ Hà phát bực vì hay mơ màng không tập trung khi được mẹ dạy học. Điều này khiến các buổi học của cậu bé diễn ra khá vất vả hơn so với cô chị Lisa. Bà mẹ ba con từng tâm sự, chắc sau này Lisa phải dạy kèm em Leon quá, học mà cứ mơ màng nhìn ra cửa sổ cười hoài, làm má nó lâu lâu cũng hơi run, tưởng ổng đang nói chuyện với ai. Tốn nhiều thời gian để chăm sóc cậu con trai hiếu động và tinh nghịch, việc Leon đọc sách cho mẹ vào buổi sáng là một thành công của nữ ca sĩ trong hành trình nuôi dạy con nhỏ. Trước khi đọc sách, Lisa cũng đã có một phần đi tìm kiếm bạn chim và bạn gà, vô cùng nhiệt tình với mẹ Hà. Hình ảnh của hai loài vật được vẽ cũng khá giống nhau, nên Lisa cũng đã có giây phút khó khăn để tìm thấy những người bạn này. Trong hầu hết những bài viết về các bé, người hâm mộ luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ cây hài tương lai của showbiz Việt. Khán giả mong đợi khi Leon biết nói chuyện, cậu bé sẽ còn khiến khán giả bất ngờ hơn nữa. Khi hơn 1 tuổi, nhu cầu của các bé càng tăng cao khi đã có thể đi đứng linh hoạt. Cũng giống như bao bạn bè cùng độ tuổi khác, Lisa và Leon rất tò mò về thế giới xung quanh, có nguồn năng lượng như vô tận để khám phá sự việc diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Hồ Ngọc Hà đã tranh thủ đưa các con ra trước sân nhà vận động, âm thầm ghi lại các hoạt động của hai nhóc tì. Hai bé Lisa và Leon vẫn thể hiện rõ khả năng là những ngôi sao mạng xã hội, nhanh chóng nhận lượt tương tác cao từ cộng đồng mạng. Đặc biệt qua góc máy của nữ ca sĩ, dân tình không khỏi xỉu lên xỉu xuống trước phi vụ chủ cô chị giấu chìa khóa xe ô tô từ nhóc tì Leon. Trong bộ đồ pyjama, Leon và Lisa rất dễ thương và nhí nhảnh. Từ đó, những hoạt động của các bé tăng sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ. Từ đó, mỗi khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà ghi lại về hai con thêm sự đa dạng, níu chân người hâm mộ. Ngoài ra, đây là giai đoạn các bé bắt chước rất giỏi. Do đó, vợ chồng Kim Lý chú ý những hành động của bản thân, tạo cho các con có thói quen tốt. Có sự chăm sóc cẩn thận của ba mẹ và ông bà nội ngoại, Lisa và Leon được khôn lớn trưởng thành trong môi trường hoàn hảo nhất. Người hâm mộ mong đợi giai đoạn hai nhóc tì có thể nói chuyện, hát múa, những giờ sinh hoạt càng thêm thú vị và vui nhộn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.